Ban biên tập xin được chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến tin tức mới. Kính chúc quý vị có những giây phút thật tuyệt vời và bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức mới. Còn bây giờ, hãy cùng tôi đến với những tin tức nóng nhất có trong ngày hôm nay. Tối ngày 15 tháng 1, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ trên trang cá nhân ảnh màn hình tin nhắn với chồng thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Theo nội dung đoạn tin nhắn, chị Hồng Nhung cùng con trai thứ ba đã lên nhà hát lớn để đợi nghệ sĩ Xuân Bắc xong công việc. Lo lắng cho bà xã và con trai phải ngồi chờ lâu, nghệ sĩ Xuân Bắc nhắn nhủ, chịu khó vậy, thông cảm cho anh, công việc. Để chồng an tâm làm việc, bà xã nam nghệ sĩ đáp lời, em vô tư mà, yêu anh, lo cho sức khỏe là được. Có thể thấy, dù đã gắn bó hơn cả thập kỷ, nhưng vợ chồng nghệ sĩ Xuân Bắc vẫn không ngại nói lời yêu ngọt ngào dành cho nhau. Thông cảm cho chồng bộn bề công việc, vợ nam nghệ sĩ luôn thấu hiểu, thông cảm. Hiếm hoi tiết lộ về chuyện gia đình lên mạng xã hội. Qua hình ảnh đoạn tin nhắn trên đủ thấy được cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ Xuân Bắc. Đằng sau một giám đốc Nhà Hát Kịch Việt Nam là một người vợ ân cần, tâm lý và đầy yêu thương. Chiều ngày 14 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định bổ nhiệm nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc chức giám đốc Nhà Hát Kịch Việt Nam. Trước đó, vào tháng 9 năm 2016, nghệ sĩ Xuân Bắc đã giữ chức vụ phó giám đốc phụ trách khi nghệ sĩ nhân dân Anh Tú đột ngột qua đời. Thông tin Xuân Bắc lên chức giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam đã được chia sẻ rầm rộ trên mọi phương tiện thông tin đại chúng vào tối ngày 14 tháng 1. Thế nhưng sau đó, fanpage chính thức của VTV3 đã có bài bóc phốt nam nghệ sĩ khiến cư dân mạng đã hết hồn. Theo đó, giới bày đang thông báo thông tin Xuân Bắc nhậm chức trên fanpage của VTV3. Admin đã để lại một dòng nhắn ngắn gọn. Ông này rất giỏi nhưng từng có tiền sử đi tù, bị bố đẻ và anh trai khinh rẻ, bị vợ bỏ nhà theo trai. Đặc biệt rất đào hoa, hoặc con gái tự đổ, hoặc chỉ cần dăm ba câu. Ông mới tán bà vợ cũng chỉ trong một chuyến xe. À, đấy là admin nói về ông núi, anh của sông và biển trong Sóng ở đáy sông các bạn nhé. Bài đầu tố ban đầu khiến anh ấy hoang mang, ngỡ ngàng, bởi một fanpage có tiếng như vậy mà lại tố cáo Xuân Bắc thì ắt hẳn phải là chuyện lớn. Thế nhưng cho đến cuối câu, dân tình mới thở phào bởi đây chỉ là cú lừa nhẹ của một admin vui tính mà thôi. Ngay dưới bài đăng, cư dân mạng đã để lại loạt bình luận hài hước dành cho trò đùa này. Có người còn trách nhẹ, mới đọc mà hết cả hồn, ông admin chơi ác lắm nhé. Nghệ sĩ Xuân Bắc đã có nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, là gương mặt quen thuộc đối với khán giả. Anh nổi tiếng qua nhiều bộ phim truyền hình như Sóng ở đáy sông, Cá ngố, Miếu làng, vân vân. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Xuân Bắc còn là MC nổi tiếng hoạt ngôn trong nhiều chương trình như Gala Gặp Nhau Cuối Năm, Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Đuổi Hình Bắt Chữ, vân vân. Năm 2016, nghệ sĩ Xuân Bắc được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Bên cạnh đó, anh còn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 7. Bản tin trên cũng đã khép lại chương trình tin tức mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức mới. Và quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm riêng của mình phía dưới phần bình luận để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!